Lướt Facebook thấy một bạn có vẽ một cái ý tưởng. Rồi mình sẽ mở lên trả lời trên này luôn nha. Nhắn tin mỏi tay quá à, mấy bạn này phát biểu lại ý kiến hay, ý tưởng hay. Rồi để mình coi cái này sao. À thì cũng trồng cỏ rồi thoát nước giống vậy. Cái cây bên này là cây mít đừng có chặt. Thì mình cũng tính như vậy đó, không có chặt. Còn ở chỗ này thì để cái mái hiên hả. À để coi coi cái mái hiên gần nhà quá, tính để xa xa đó. Còn bên cây này cũng kêu đừng có chặt. Nhưng cái cây dừa này nó nguy hiểm lắm nghe. Ở trong có bọng thì có gắn gít nó ở trong đó. Đúng là mình không hại nó, nhưng mà nó ở trong đó rất là nguy hiểm đối với mang mèo. Lâu lâu trời mưa hay nước ngập nó sẽ chui vô nhà, nó cắn mang mèo thì rất là nguy hiểm. Một là nó cắn mèo, hai là mèo cắn nó. Đúng ra là nó không đụng mình không đụng nó. Nhưng cái bọn này nó sống trong cây dừa rất là nguy hiểm. Bữa hổm gặp nguyên con gít chúa rất là bự. Con đó mà gặp như con vui hay là con đại ca là nó cắn một cái là có chuyện liền đó. Do đó cây dừa phải chặt nha mọi người. Ở trong bọng rất là nhiều mối mọt ở, gắn gít ở luôn, nguy hiểm lắm. Mình đã nuôi con nào thì an toàn con đó. Không thể nào chứa quá nhiều con để con này cắn con kia. Mà đâu phải chỉ có chặt cây dừa là gắn gít bị đuổi đâu. Những con sinh vật ở ngoài cỏ, mà những con đó là những con gì? Nó gây ngứa cho mình, nói chung là côn trùng đó. Thì mình cũng phải đuổi nó đi thôi. Trong đây có rất nhiều bạn thương động vật góp ý là cây dừa có mối, đuổi nó đi tội nghiệp. Mấy bạn cũng giống như tôi hồi xưa thôi. Thì hồi đó đó, mình thấy con bồ hông nó rớt xuống nước, mình cũng vớt nó lên để cứu nữa. Nếu mình đi ra đường, chỗ nào có kiến thì mình đi nép nép vô. Nói chung mình để ý những con sinh vật rất là nhỏ. Nhưng mà khi mình lớn lên á, mình không có để ý nổi đâu. Nhiều khi cái công việc của mình hay là mình phải làm cái gì đó là mình không thể nào để ý được như vậy. Với mọi người nên nhớ mấy con côn trùng mà nó sống ở tại đây là nó cứ bị mèo giết hoài. Một là giết, hai là nuốt tụi nó vô bụng mà rất là nguy hiểm. Rồi bị nhiễm trùng, bị tùm lum hết trơn á. Thôi, cải tạo cái miếng vườn này. Mấy con này á, thì mình cho nó đi chỗ khác hết. Hoặc là mình đốn cây luôn. Nói chung là mình cũng muốn không sát hại con gì. Nhưng mà làm gì không có được, khó lắm. Trừ khi nào mình không bước ra đường, mình không hoạt động. Nhiều khi mình không hoạt động hay mà mình đụng tay đụng chân cũng giết chết một hai con côn trùng nhỏ nhỏ à. Bởi vì mình không thể nào để ý từng ly từng tí nhỏ vậy được, khó lắm.